Mitsubishi này, hai dàn. Đấy, lốc mới luôn nhá. Lốc mới, lốc bê tông rất êm. Lốc này thì không bao giờ sợ kêu cả. Đấy, thì đi mua đồ sâu luôn. Hai dàn nhá. Đây là đang bật cả hai dàn này. Bật cả hai dàn, dàn sau cũng lạnh này. Phía lạnh này. Hai dàn đấy. Mitsubishi Turbo. Đây. Đó là dàn trước đây. Dàn trước vẫn đang tiếp tục xuống. Làm quả dàn sau này. Đây, dàn sau đang bật nhé. Dàn sau vẫn đang bật đấy. Dòng hai dàn này làm rất khó. Nhưng đây, đây dàn sau vẫn đang bật, lạnh lắm. Đây, dàn trước đây. Cái loại xe này lắp cái lốc chạy piston này nó khỏe ạ. Mà nó không bao giờ bị tiếng kêu tè tè nữa. Lạnh rất sâu. Đây. 5 độ mấy rồi này? 5 độ 6 đấy. Hai dàn này nó ok rồi đúng không? Đây, còn gì nữa? Đây dàn sau này. Cái dòng làm hai dàn này nó rất khó, bởi vì con này trước đây của nó là nó cũng bị cái bệnh, tức là cứ bật dàn sau lên là dàn trước nhiệt độ tăng vù vù luôn. Thế nhưng mà cứ tắt dàn sau đi, tắt công tắc dàn sau đi cái thì là đằng trước lại mát luôn. Đấy. Riêng con xe này dòng hai dàn này làm trông thấy rất khó. Đấy. Nhiệt độ như này là ổn định rồi đấy. Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục xuống. À, tiếp tục xuống. Này ok rồi anh chị. Nè. Mitsubishi đời 2004-2005 đấy. Con này là đời chót rồi đấy. Con này đời mắt nó gọi là đèn xích mắt treo đấy. À đèn xích lốp treo. Đời mắt xích rồi. Đời đời cuối của thằng Mitsubishi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nhiệt độ trong xe bắt đầu lại xuống tiếp rồi đấy. Đây nó chạy ổn rồi. Hai dàn này là mát lắm rồi đấy. Đó, lần sau lạnh, rất lạnh. Rồi thế này là giao xe được rồi đấy. Ui giời, lại xuống tiếp này. Xong ngắt rồi, nhảy xong ngắt. Con này dàn trước rồi, đã ngắt hơi sâu. Chắc tầm khoảng cửa gió khoảng 5 độ ngắt. Thế con này cửa gió còn thế cái mũi này còn để ô tí tí. 5 độ 2 rồi. Rồi, ok nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em mà có nhu cầu tìm hiểu làm điều hòa thì có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên góc màn hình, hoặc đến địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội, gara BMT nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.